Địa điểm cưới là ở của họ nhà trai là ở thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Mời mọi người đi xem khán phòng cưới. Là các bà lên truyền hình hết bây giờ. Tí nữa cho xem luôn cái lần qua. Vâng ạ. Kết nối wifi mà không có thì không xem được. Không. Ở nhà mất xe mà.